Trứng cá coi đẻ tự nhiên trong hồ, sáng hôm qua mình ngủ dậy thì mình thấy rồi, mình lấy trứng dính trong lưới bỏ vô hộp kín sụp oxy, là sáng hôm qua đó cho tới sáng hôm nay, mới qua có một đêm mà trứng thối rồi mọi người ơi, nó thối trắng, mọc rêu trắng hết rồi, buồn quá, thối gần hết rồi, còn một số trứng li ti thì nó còn màu trong chứ chưa có bị trắng thối, mình quay không thấy rõ như đây, như đây, đây là một số trứng còn trong, chưa có thối, chưa có chuyển sang trắng đục đây mọi người, nhưng mà không biết nó có nở được không. Rồi mình lưu lại sau một ngày mình bỏ bể kiến sụp oxy, hôm nay là bắt đầu ngày thứ hai trứng thối rất nhiều, qua sáng sáng mai chắc là có kết quả, một là nở hai là hư hết mọi người ạ. Rồi chào mọi người.